Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cách dự án này đó trên kênh của mình thì mà cho mình lần được cái kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros ăn trên 50.000 đô token đến từ Propart Plusky Eros nhé. Để tham gia kèo Eros này thì mọi sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ đó hoàn thành các nhiệm vụ trên cái form này. Ok, ở đây mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Dự án này hình như là 5.000 suất random, mỗi người sẽ nhận được 9 đô token nhé. Ok. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào Submit Propage of Website này. Kích vào đây cho mình. Sau đó quay trở lại. Hình như mọi người sẽ điền email của mọi người vào đây nhé. Vậy chúng ta sẽ bấm vào website này. Open up. Có phần nhập email không ta? Nó bảo nhập cái gì đây vào. Để mình xem nào. Mở app lên, open app. Submit profile up. Mọi bấm chữ Z cho mình nhé. Ở đây mọi bấm chữ Z cho mình. Rồi bấm continue. Hình như chắc thế đấy. Và cái bấm bừa nhá, bấm chữ Z. Tiếp theo các bạn join vào tất cả kênh Telegram đây cho mình. Vào đây bấm tham gia kênh này. Tham gia kênh, rồi sau đó quay trở lại. Tích vào con tim. Tiếp tục vào kênh Telegram này nữa. Kênh group Telegram nhé. Mạng mình có vẻ hơi chậm nhé, mọi người thông cảm nhé. Bấm tham gia kênh này. Sao tích cho tôi không phải là người máy nhé. Ở đây hình như nó bảo nhập mã captcha thì phải. Click hai captcha này. Và bấm bắt đầu để nhập một mã captcha nhé. Ok, ở đây nó sẽ có một cái phép tính này. 2 nhân 0 bằng 0 này. Rồi sau đó quay trở lại, đã xong. Bây giờ quay trở lại Eros, tiếp tục tích vào con tin. Ok, bây giờ các bạn follow kênh Twitter, giao vào kênh Discord, follow kênh Instagram, LinkedIn. Mở lên tất cả các tab cho mình nhé. Follow Twitter này. Bấm theo dõi. Sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người có thể like và retweet là bài đăng này. Ok, quay trở lại, tiếp tục tích vào con tin. Tiếp theo là giao vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, kéo sang phải này. Kiểm tra xem các bạn join nhé. Ok, đã join rồi. Quay trở lại, tích vào con tin. Tiếp theo là join vào kênh Instagram, follow kênh Instagram cho mình. Rồi sau đó quay trở lại, tích vào con tin. Tiếp đến là follow, like, video, comment, trailer. Đây là mọi người follow kênh kênh YouTube nhé. Tiếp theo là like này và comment này. Các bạn comment này. Rồi sau đó bấm đăng ký kênh. Ok, quay trở lại Erotic và con tin. Tiếp theo là follow kênh LinkedIn.
bấm follow. Ok, sau đó quay trở lại, tích vào con tin, rồi tiếp tục follow kênh Twitter dưới này nữa này. Bấm theo dõi, ok. Rồi sau đó quay trở lại, tiếp tục tích vào con tin. Like và retweet tác thẻ ba người bạn ở cái bài đăng này. Bấm tweet lại, rồi sau đó quay trở lại, tích vào con tin. Rồi join vào tất cả kênh group Telegram mình nữa nhé. Rồi xong quay trở lại cho mình, tích vào con tin. Tiếp theo là do vào kênh Telegram mình nữa. Bấm tham gia kênh. Ok. Quay trở lại, tiếp tục tích vào con tin. Giờ vào kênh Discord. Bấm trước nhận lời mời. Ok, chat cho mình từ nhá. Rồi đã xong. Quay trở lại, tích vào con tin tiếp tục. Subscribe kênh YouTube nè. Bấm đăng ký kênh này, bấm like video này. Đấy, và bấm comment. Hình như lúc nãy mình comment có phải video này không nhỉ? Rồi sau đó quay trở lại này, tiếp cho con tin. Ok. Địa chỉ ví, xin mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Vào đây các bạn sao chép là địa chỉ ví của mọi người thôi, sau đó quay trở lại. Đó, các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Tích cho con tin luôn. Ok, và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red để mọi người giới thiệu bạn bè, người thân để kiếm thêm entry tham gia dự án này đó này nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.